Vâng, xin chào anh em. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách vệ sinh nhẫn làm sao cho nó đẹp mới như lúc đầu. Và nhất là cái hàng phát xét như này, anh em đeo anh em phải giữ gìn một chút. Vì khi mà bám bẩn ở cái dưới phần đáy của cái viên đá thì chúng ta sẽ không có lửa nữa và chúng ta nhìn nó sẽ không được đẹp như lúc đầu nữa. Và cách rất là đơn giản là chúng ta dùng kem đánh răng của bạn, chải đánh răng, chúng ta chải nhẫn xung quanh nhẫn và từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và sau khi chải xong thì chúng ta xối con nước và chúng ta nhìn xung quanh lại viên đá xem là đã sạch chưa. Nếu chưa sạch thì chúng ta chải tiếp. Và đây, sau khi chải xong thì chúng ta lau sạch sẽ đi và chúng ta sẽ xem cái điều bất ngờ. Vâng, với thao tác rất là đơn giản thì chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt của cái chiếc nhẫn này. Đó là viên đá của chúng ta lúc đầu nó sẽ rất là đẹp, rất long lanh như này. Kể cả là nhẫn nữ của chị em nhé, tất cả chúng ta đều áp dụng phương pháp này, nó rất là đơn giản và hiệu quả. Chúng ta thi thoảng 1-2 tuần chúng ta lên đánh một lần. Vì đeo cái dòng phát xét này của chúng ta phải giữ gìn một chút. Chúng ta hạn chế nước như là dầu mỡ, chất bẩn. Và tốt nhất là khi chúng ta đi làm việc, công việc gì đấy liên quan đến chân tay, chúng ta bỏ nhẫn ra. Trường hợp của anh em nào mà không sạch rồi thì anh em có thể ngâm vào nước rửa bát và đặc qua đêm. Chúng ta ngâm vào nước ấm ấy, thì sáng hôm sau chúng ta đánh thì nó cũng sẽ sạch hơn. Và bây giờ anh em nào có nhẫn mà chúng ta đang bị bám bẩn thì chúng ta sẽ thử cách này đi. Thử luôn và chúng ta sẽ xem kết quả nhé.